Xin chào quý vị và các bạn. Một mẫu ly mà nghe ngọt ngào, trong trẻo mà rẻ thì đó là con ạ. Cái hãng Victor này nó sẽ làm được điều đó. Đặc trưng của hãng Victor, lời hát hay còn gọi là mít, rất ngọt. Và đây là một mẫu ly cũng kiểu dạng ly cổ. Nó không phải quá cổ nhưng nó cũng thuộc cái kiểu đó. Âm ly này đánh hai đôi loa 1 và 2 A cộng B, chỉnh bát chép, cân loa, lao lớt đầy đủ, không thiếu thứ gì. Mặt phay nhôm rất đẹp anh em nhé. Cái dòng Victor này thì nó có thiết kế rất giống nhau. Con này là S31 này, có S51, S71, S91, S75 na ná nhau. Ngoài hai ba cái đường vào này, tuner, AUX, phono thì nó còn được vào tép 2, tép 1, tức là thêm hai đường nữa ở bên này. Bên này nữa đây. Đó. Hàng bãi zin. Mặt phay nhôm góc cạnh đẹp. Và nghe vào những đôi loa cổ to như thế này, kể cả bass 35, 40, gọi là nhẹ nhàng, hay, rất hay trong tầm tiền anh em nhé. Đây là mặt sau của sản phẩm. Cả mặt trước, mặt sau đều đẹp, vuông vức. Điện 100V, trở kháng từ 4 ohm trở lên. Đó. 100W, 100V, 264. Những mẫu âm ly này thì nó dùng để nghe nhạc anh em nhé. Nó sẽ không dùng để hát karaoke đâu. Tất nhiên nếu bác nào không có ghép vào vẫn có thể hát nhì nhàng được. Nhưng mà tôi cũng không khuyên các bác ghép những mẫu âm ly cổ này. Bởi vì nếu mà có những mẫu âm ly vừa tiền cũng tầm 2-3 triệu cũng có thể ghép vang karaoke. Nhưng mẫu âm ly cổ này thì mình nên dùng để nghe nhạc. Mặc dù nó cũng 100W thôi. Mời các bác nghe từ đầu xem độ ngọt ngào, chi tiết nó như thế nào. Mấy cái loại âm ly Victor này nghe nhạc thiên về lời thì nó phê khỏi tả luôn. Nó như kiểu các bác ngấm nhạc ấy, nghe vào buổi tối muộn. Các bác nghe nhạc vàng, nhạc cổ, những đôi loa cổ bass 30, 35, 40 đánh đơn giản vào âm ly này anh em nhé. Bởi vì loa cổ nó không phải là loa ăn công suất, nó chỉ tầm 60 đến 80W là cùng. Và khi các bác nghe nhạc, nó chỉ cần 5W là đã tiếng đủ để các bác nghe rồi, chứ không cần phải vài chục watt. Anh xin hôn lên suối tóc về, cho anh đi trong mộng thần thiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi, tất cả hoàn toàn vì tình yêu đôi ta là thế. Quen buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Em vui vui, anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng chiều. Các bác có thể đến địa chỉ cửa hàng cạnh ngã tư Văn Phú, chung cư Victoria để mua hàng, hoặc ở xa đặt cọc tiền, cửa hàng sẽ gửi cho các bác. Xin nhắc lại, đây là một mẫu đi không phải thuộc dạng châu bò. Nó thiên về âm ly cổ để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc cổ, nhạc chậm. Sẽ cho anh em xem nội thất một ít.